Mua Android TV Box và camera giám sát giá tốt nhất, bảo hành dài nhất đến smartnew.vn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Dương Râu và mình là Admin Kha đây. Hôm nay thì mình sẽ trên tay một chiếc máy tính bảng đến từ Huawei, có tên đó chính là Huawei MediaPad D8 8.4 inch. Thật ra thì 8.4 inch tức là cái kích thước màn hình của cái chiếc máy tính bảng này, còn thực ra tên nó là D01G. Và hiện tại cái chiếc máy tính bảng này nó chỉ có mức giá khoảng hơn 2 triệu đồng một tí xíu thôi. Và nó có những cái ưu điểm mà phải gọi là trong phân khúc giá này, ở thời điểm hiện tại rất ít cái chiếc điện thoại nào cũng như là một cái chiếc máy tính bảng Android nào có thể so kèo được với lại chiếc máy tính bảng đến từ Huawei như thế này. Rồi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào chi tiết video các bạn nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có đó chính là một cái kích thước màn hình 8.4 inch rất là to. Đó, như vậy thì chúng ta sẽ có là một cái trải nghiệm thiên về màn hình ngang nhiều hơn so với lại những cái chiếc iPad đến từ Apple. Những chiếc iPad đến từ Apple thì thường nó sẽ có một cái tỷ lệ màn hình là 4:3, tức là nó hơi vuông một tí. Điều này thì mình thấy rằng là nó chỉ tiện dụng khi mà chúng ta sử dụng cái màn hình theo chiều dọc thôi. Nhưng nếu mà xét về những cái trải nghiệm màn hình ngang ấy thì cái tỷ lệ càng dài chúng ta xem phim nó mới càng thích. Nhiều người bảo rằng là cứ mua iPad về xem phim cho nó sướng, nhưng mà nói như thế thì nó cũng không hợp lý lắm. Tại vì khi các bạn xoay sang chiều ngang và xem những cái bộ phim mà có tỷ lệ 21:9 ấy, thì thật sự rằng là nó thừa ra hai cái phần viền dĩa đen trên và dưới rất là nhiều. Đây là một khuyết điểm, mình xem như là một khuyết điểm trên những dòng iPad. Và rõ ràng thì trong phân khúc giá khoảng 2 triệu đồng như thế này, ở thời điểm hiện tại cũng khó có thể là có một cái chiếc iPad cũng như là một cái chiếc máy tính bảng Android nào mà nó có cho chúng ta đó chính là một cái độ phân giải 2K như thế này, cực kỳ sắc nét các bạn nhé. Nhìn với một cái gọi là cái khoảng cách tiêu chuẩn tầm từ 20-30cm thì mình thấy rằng là không thể nào soi được điểm rỗ trên cái màn hình của con này. Mặc dù là nó có kích thước lên tới 8.4 inch nhưng mà khi áp dụng vào cái độ phân giải 2K ấy, thì thật sự nó rất là sắc nét. Tuy nhiên thì có lẽ tại vì nó được ra mắt khá lâu rồi cho nên là chúng ta không thể nào tùy chỉnh cái độ phân giải màn hình là Full HD hoặc là 2K được. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái viên pin với dung lượng 5100mAh. Đây là một dung lượng pin đủ để chúng ta có thể trải nghiệm thoải mái trên một cái màn hình có độ phân giải là 2K. Nhìn chung thì con này nó có một thiết kế mà mình thấy nó rất là đẹp. Ở đây thì với phần mặt trước chúng ta sẽ có là một cụm camera selfie với độ phân giải là 8MP. Còn một cái phim home ở dưới đây là phim home cứng các bạn nhé, chúng ta không thể bấm được mà chỉ là cảm ứng thôi. Thì mình thấy rằng là cái việc mà trang bị cái phím home trên này hơi thừa. Và cái phím home này nó sẽ đảm nhiệm luôn là cái cảm biến vân tay. Như vậy thì mình nghĩ rằng là nếu như Huawei họ đưa ba cái phím điều hướng này xuống ra bên ngoài màn hình đi, đó, ra bên ngoài phần viền dày ở đây thì nó sẽ hợp lý hơn, giúp cho chúng ta có một cái không gian trải nghiệm nó rộng hơn rất nhiều. Ở đây các bạn sẽ thấy rằng là cái phần thanh điều hướng được đặt bên trong màn hình nó đã cắt đi một đoạn về cái phần không gian hiển thị rồi. Nhưng mà xét trên mặt bằng chung thì mình thấy rằng là làm như thế này thì nó cũng được, nó hợp lý, nó thiên về cái tính là nhận diện thương hiệu hơn. Tại vì là những cái chiếc máy tính bảng đến từ Samsung thì họ đã đặt hết những cái phím bên ngoài rồi, cho nên là cái điều này mình cũng có thể là châm chước được cho cái máy tính bảng này. Con này thì về phần cạnh trái thì chúng ta sẽ không có gì cả. Đây là khuôn viền kim loại và có những cái đường diamond cắt rất là đẹp các bạn à, cực kỳ là sắc sảo luôn, mặc dù là mức giá của nó chỉ có khoảng 2 triệu đồng thôi. Cạnh trên của chiếc máy này thì chúng ta sẽ có là một cái jack tai nghe 3.5 này. Một cái loa ngoài, đây là loa ngoài luôn các bạn nhé, kim cả loa thoại luôn đó, giúp cho các bạn có thể là nghe gọi rất là bình thường. Cạnh phải thì con này nó sẽ có cho chúng ta là một cụm phím tăng giảm âm lượng và một phím nguồn. Ở cái phím nguồn thì chúng ta sẽ có là một cái hiệu ứng đồng tâm ở đây nữa, và nó được hoàn thiện rất là chắc chắn luôn. Độ hoàn thiện trên con này thì gần như mình không có gì để chê cả, không thể nào chê được ấy. Cạnh dưới thì chúng ta sẽ có đó chính là thêm một cái macro này, một cổng sạc macro USB này, một cái loa ngoài và một khay lắp sim. Tuy nhiên thì mình thấy khá là khó hiểu khi mà mình lắp sim vào bên trong con này thì nó lại không thể nào sử dụng được, không nghe gọi được các bạn à. Con này thì nó sẽ có cho chúng ta là cái loa kép luôn, cạnh dưới và cạnh trên đây. Và loa của nó thì sẽ được sử dụng công nghệ Harman Kardon. Đây là một công nghệ âm thanh mà phải đến thời điểm hiện tại nó rất là nổi tiếng rồi các bạn à. Chính giữa thì chúng ta sẽ có thêm là một cái logo đến từ nhà mạng Docomo. Thì mình nghĩ rằng là khả năng cao ấy, tại vì là nó hợp tác với nhà mạng cho nên thành ra cái việc mà nó khóa mạng, nó không cho dùng sim là một điều rất là dễ hiểu luôn. Các bạn phải bắt buộc sử dụng một cái sim đến từ nhà mạng Docomo thì chúng ta mới có thể là nghe gọi bình thường được. Tại vì con này nó hỗ trợ một nano sim rất là rõ ràng như thế mà. Như vậy thì các bạn sẽ thấy rằng là mức giá ở thời điểm hiện tại, nếu như con này được bán ra với một phiên bản quốc tế có thể là sử dụng hết tất cả mọi sim đi, thì mình nghĩ mức giá nó sẽ đội lên tầm khoảng 3 triệu đó các bạn à. Và như thế này thì các bạn bắt buộc là nếu như muốn sử dụng unlock lên quốc tế thì các bạn phải mua code thôi. Đó, đây là một điều các bạn cũng cần phải lưu ý. Điều này thì mình cũng đã từng thấy trên những thiết bị đến từ Sony rồi, cái việc mà nó bắt buộc phải mua code để unlock để dùng cái sim quốc tế là một điều rất là dễ hiểu. Kể cả là trên những thiết bị Android thì cứ nó hợp tác với nhà mạng thì bắt buộc là chỉ dùng duy nhất là một cái sim đó thôi. Tương tự như iPhone lock vậy mà các bạn. Đó, nó cũng không khác biệt gì mấy đâu.
Nếu như các bạn để ý thì trước đây Viettel họ cũng từng làm những cái chiếc điện thoại mà cũng dạng theo kiểu như thế này rồi. Tức là nó sẽ hỗ trợ hai SIM và trong đó là bắt buộc SIM 1 phải là dùng SIM Viettel và SIM thứ hai thì chúng ta có thể là dùng SIM gì cũng được. Nhưng mà các bạn không thể nào chỉ lắp một SIM 2 để dùng được. Và đây cũng là một điều các bạn cần phải lưu ý. Rồi, camera sau của con này thì nó sẽ có cho chúng ta là một cái độ phân giải 8 megapixel tương đồng với lại mặt trước luôn. Nhìn chung thì con này nó có một cái độ hoàn thiện rất tốt, với toàn bộ mặt lưng của nó sẽ được hoàn thiện từ kim loại rất là chắc chắn. Và ở cái phần viền đây nó sẽ có những cái diamond cắt trông rất là sang trọng luôn các bạn nha. Đó, tổng thể thì cái độ hoàn thiện cũng như cái thiết kế của con này thì mình không thể nào chê được, nó rất là đẹp. Về phần cấu hình thì chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta là 3GB RAM và 16GB bộ nhớ trong. Về cái phần bộ nhớ cũng là một điều các bạn cần phải cân nhắc, tại vì ở đây chúng ta chỉ có là 16GB thôi. Thì cho nên các bạn sẽ thấy rằng là lúc trước mình test game trên channel Dương Dê thì mình không thể nào test từ game Boxing Mobile được, tại vì chỉ cần tải một cái từ game Liên Quân Mobile là nó đã hết dung lượng bộ nhớ rồi. Đó, dung lượng bộ nhớ là một điểm khá là yếu trên cái con này. Với lại là đây là phiên bản mà dành cho thị trường ngoài nội địa, tức là ngoài Trung Quốc ấy, cho nên nó sẽ được cài rất là đủ các app đến từ Google đây. Đây là một cái điều mà khiến cho cái chiếc máy này mất đi dung lượng khá khá đó các bạn ạ. Về phần mềm thì con này nó sẽ chạy cho chúng ta là một cái phần mềm cũng không hẳn là quá mới nữa đâu. Đó, rất là cũ rồi. Con này thì nó đang chạy cho chúng ta là Android 6 cùng với lại phiên bản MIUI 4.1.3. Đây là một phiên bản khá cũ rồi. Đối với lại trên những thiết bị Huawei mới thì nó đã từ MIUI 10 trở lên hết rồi. Đó, đây là một điều các bạn cũng cần phải cân nhắc. Và mình thấy là trải nghiệm một vài ngày rồi, cái việc mà cái con iPad này nó cho ra về cái trải nghiệm mà thời gian sử dụng pin nó không thật sự là ấn tượng lắm đâu. Với viên pin có dung lượng khoảng là 5.000 mAh ấy, nó chỉ đủ dùng cho chúng ta sử dụng liên tục thôi. Chứ còn pin chờ của con này thì khá là kém, tại vì mình nghĩ rằng là do cái phần mềm nó đã cũ rồi, nó không được tốt như trước nữa. Cho nên cái việc mà nó bị hao hụt trong cái khoảng thời gian chúng ta không dùng, cái thời gian chờ là một điều có thể là rất là dễ hiểu thôi. Với lại mức giá của nó ở thời điểm hiện tại thì cũng chỉ hơn có 2 triệu thôi mà. Đó, cho nên là tổng thể mà thấy được ở con này đó chính là nó có một cái thiết kế cũng như là chất liệu hoàn thiện rất tốt, rất đẹp. Đó, màn hình cũng rất là ok trong phân khúc giá này, 2K cơ mà. Đó, không thể nào chơi được. Con chip của nó thì cũng chỉ là đủ dùng chứ không thật sự là quá mạnh mẽ đâu. Mình đã từng test game trên con này rồi thì mình thấy rằng là với cái tựa game Liên Quân Mobile thì chúng ta vẫn có thể chơi được cái mức FPS là 60 khi mà để ở mức cấu hình đồ họa là thấp nhất. Chứ còn mà để lên cao thì chúng ta phải giảm xuống là 30 FPS. Điều này thì các bạn cứ cân nhắc trong quá trình chơi thôi. Các bạn quen với lại cái kiểu nào thì cứ tùy chỉnh sao cho nó phù hợp nhất là được rồi. Và ở đây thì mình thấy rằng là với một cái mức cấu hình nó vừa phải, cùng với đó là có một cái chất lượng hiển thị đẹp, đó, độ sáng thì cũng cao nữa. Như vậy thì nó rất là phù hợp cho những bậc phụ huynh mà muốn mua cho con cái mình về để học thêm đó các bạn ạ. Thì là điều cũng thật sự rất hợp lý. Cấu hình thì đối với lại những cái app mà học tập thì nó không quá nặng như game rồi, cho nên các bạn cứ yên tâm đi, chơi game thì nó không phê bằng cái việc học đâu. Đó, mua cái con này thì về nó sẽ phù hợp với lại cái nhu cầu học nhiều hơn. Rồi, và đó là những gì mình muốn gửi đến cho các bạn trong video của ngày hôm nay. Còn các bạn nghĩ sao về cái chiếc máy tính bảng này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.